Sau bao nhiêu ngày giãn cách không gặp, tưởng rằng tình anh em sẽ được cải thiện, nhưng mà không, nó càng đi xuống mọi người ạ. Vâng, hai anh em chúng tôi đã đợi quá lâu để được ăn lẩu. Và sau đó suy đi tính lại, cuối cùng là quyết định đặt lẩu của Kichi Kichi. Phía bên này có cái gì delivery vận chuyển nhanh lắm, mà họ còn cho thuê cả bếp và nồi lẩu, đủ combo luôn, không có gì để chê. Ôi giời ơi, tính là đặt đồ cho hai anh em thôi, xong là chị mỏ khoét cũng muốn ăn, vậy là lại phải đặt thêm một đống đồ nữa. May là đồ sắp xếp gọn gàng, lấy ra cũng dễ. Hà, tiểu đội diệt mồi mà, nên là toàn thịt là thịt thôi mọi người ạ. Ồ, có hẳn hai túi lẩu luôn, tha hồ mà nhốm. Nhiều nhất thì chính là ba chỉ bò, được cái anh chị em đều nghiện cả. Ba khay thế này còn có vẻ hơi ít đấy. Rồi mì, rồi mực, rồi đậu hũ, ôi rồi toàn món hoa hậu về lẩu. Nguyên combo lẩu quốc dân ăn trời mát thế này là hơi bị hợp lý. Cùng nhau lai ra nhúng lẩu lại hết ý luôn. Ở cuối còn có cả mấy gói sốt chấm đây này. Khúc này là anh em tập tành lại, chứ sau nghỉ dịch là quên hết cách decor với cả setup để review rồi. Thôi bây giờ thì vào vấn đề chính, ăn lẩu. Vị lẩu thì mình đặt lẩu thái cho dễ ăn, gì cái gì cũng nhúng được. Thấy thấy chưa? Cái phận làm em. Anh thì ngồi chơi, mình thì phải ngồi nhúng lẩu. Nhưng mà thôi, cũng tính là lâu ngày không gặp không chớp. Đấy, nhúng mấy cái rau trước cho nó ngọt nước, rồi chuyển nồi vào giữa cùng nhúng, chứ ai hơi đâu mà nhúng hộ cả buổi. Giờ mình là mình phải đổ sốt chấm ra để chuẩn bị ăn thôi chứ. Đến cái lúc ăn này á thì thân ai người đấy lo. Em ăn bò thì em nhúng, còn anh ăn rau thì anh tự nhúng. Ôi giời ơi, nhìn thấy thịt bò đã thấy hấp dẫn rồi. Mọi người ạ, lúc mà nhìn thấy chị mỏ khoét mình muốn yêu luôn đấy. Cái quả đầu đúng chất như nước cất. Thế là lâu lắm mới được ngồi chung với mọi người ăn cùng nhau như vậy. Mặc dù là phận ai người đấy ăn nhưng mà cũng vui. Đây để em nhúng cho anh ít nấm, chứ nghe nói ăn sập lên 3 cân đấy mọi người ạ. Thế mà vừa nghe thấy mình bảo đặt lẩu Kichi là hứng hở luôn, không có cái ý định giảm cân đâu. Ôi giời ơi, miếng bò quyện cùng với nước chấm. Nhìn mà nó mềm, nó nóng hổi, nó óng ánh cái miếng. Ăn vào miệng thì cái vị nó đậm đà. Thôi làm luôn miếng nữa. Bảo sao mà ba đứa đũa cứ gắp lia lịa ra. Lẩu thái chua cay đúng là mê thật. Có thịt thì phải có thêm tí hải sản. Sau đó là xúc xích phô mai. Kế đó là đậu hũ và chả cá. Ôi giời ơi, cứ phải đầy cái nồi. Đây, giờ mình nhúng đến ba chỉ bò đây. Cứ từng miếng thôi, anh em còn ăn dài dài mà. Ơ nhưng mà mình tự nhiên nhớ có cái hot pot challenge ha. Cái này mình làm nhiều rồi, thành skill luôn rồi. Đây này, một phát là ăn luôn. Lần nào ăn lẩu cũng phải làm để còn có hứng khởi để ăn. Ôi giời ơi, đồ chín hết rồi mọi người ơi. Cứ cái gì nổi là mình gắp hết. Nãy giờ đã được ăn miếng hải sản nào đâu. Ơ, đậu hũ hình trái tim luôn này. Vi diệu ghê. Bên cạnh thịt và hải sản thì mình vẫn phải thêm rau chứ nhở. Đấy, một cây nấm là đủ rồi. Nào, để ăn miếng chả cá xem sao. Em nó hình vuông mềm nhũn nhũn, nổi bật nhất luôn. Ôi giời, cái sốt này đỉnh thật, ăn cùng cái gì cũng ngon là sao ta? Không tin, phải thử ngay bạch tuộc baby, chấm đẫm vào cái xúc tua của nó. Rồi sau đó cho lên miệng thưởng thức. Miếng bạch tuộc nó giòn. Ơ, cái gì đấy nhở? Mọi người ạ, sai lầm khi mình cho ông ấy cái miếng đấy, vì mình không nhận ra đấy là miếng đậu hũ cuối cùng. Ông ấy ăn hết sạch đậu hũ trong nồi và quay ra thóm luôn cái miếng của mình. Ngon thì cũng phải chừa cho người khác mới chứ, anh với chật chài. Thôi, quay ra ăn xúc xích phô mai. Cái gì thì cũng phải chấm cùng với sốt nữa. Ôi giời, ngon luôn, cháy cả phô mai ra ngoài. Rất ngậy béo nhưng mà vẫn phải thử mực trứng xem sao. Ăn sần sật say mình, lại có vị ngọt ngọt duyệt. Thôi thôi, chốt lại bữa lẩu với mì nào. Chuyện nãy giờ chả thấy anh em tâm sự gì đâu, toàn ăn ngoay ngoáy thôi à. À, cái mì này ăn cùng lẩu ngon dã man luôn. Chỉ là đợi chín thì hơi lâu, nhưng bù lại lúc bạn ăn thì không hề hoài phí. Sợi mềm dai ăn cùng thịt hợp lý lắm. Ơi giời ơi, nói chung là bữa nay ba đứa thì đều no nê. Mà hên ghê, gọi lẩu về vẫn ngon như ở nhà hàng Kichi Kichi. Ăn lẩu như thế này thì mới là tận hưởng chứ. Bụng đứa nào đứa nấy cứ phải gọi là phê phỡn hết cả ra. Đấy, thế là thỏa mãn niềm nhung nhớ đối với lẩu. Mọi người xem đến đây thì nhớ follow kênh mình nha.